rồi thì muốn chiếm hữu. Trong khi đàn ông là một giống loài yêu thích sự tự do, cái cảm giác khao khát muốn chiếm lấy, muốn mình là duy nhất đó, được người đời định nghĩa hết sức đáng yêu bằng một từ: ghen. Anh đang đâu vậy? Anh đang đi làm. Anh đi làm hả? Anh làm đâu vậy? Khách sạn, hôm qua địa chỉ anh nói em rồi đó. Thì em đang đứng trước cửa phòng 102 chỗ khách sạn anh nói đó. Gì? Trời ơi, em đang đi làm như anh không biết gì á. Em nói em trước cửa phòng hả? Ok, ok. Bây giờ tôi ra tôi mở cửa nha. Chờ xí đi. Đâu? Em đâu? Mở cửa ra Huy. Anh mở cửa ra không Huy? Bước ra đây. Đi làm sao lén lút vậy anh? Ủa em tới đây chị, anh đang làm mà. Thì em nhớ anh tới thăm anh không được hả? Được, bình thường mà, chỗ anh làm mà em thăm ấy. Đi về đi, tối về gặp nhé. Thôi, em muốn vô trong coi chỗ làm việc của anh chút nha. Khùng, khách sạn nào biết khách sạn nào vô coi. Khách sạn mới có chỗ để coi đó. Về đi, chỗ anh làm khách người ta không có chịu. Nhưng mà em muốn coi chút mà. Ủa em sao vậy? Ủa anh đang làm mà, bây giờ em vô làm phiền anh. Anh khó chịu với em. Không phải khó chịu nhưng mà em tào lao quá, đi về đi. Anh nói em tào lao. Không, ý em nói là em sao vậy? Về đi, tối về mình nói chuyện sao? Nhưng mà bây giờ em muốn vô trong coi. Ủa anh làm gì trong mờ ám đúng không? Cho nên anh mới không cho em vô coi. Bị gì mờ ám, anh làm cho khách, anh chụp hình cho khách mà. Nếu mà anh có làm chuyện mờ ám thì anh đâu có nói biết địa chỉ chỗ nào, đúng không? Thì bởi vậy, anh đã nói em biết địa chỉ, em không làm chuyện mờ ám thì em vô coi có sao đâu. Khách người ta không có chịu. Mắc gì khách không chịu? Anh chụp hình cho người ta không chịu, người ta đã thỏa thuận với anh rồi. Anh chụp hình cái gì mà người ta không chịu? Anh chụp cái gì? Chụp hình. Chụp hình gì? Hình gì? Chụp hình đi. Em có cho anh chụp hình đi không? Em có cho anh đi chụp hình đi không? Em cho chi, khách cho là anh chụp thôi chứ em cho làm gì? Anh còn trả cho em nữa hả? Bữa nay em sao vậy? Cái đó là nghề nghiệp của anh mà. Nghề của anh thì anh không làm, người khác cũng làm vậy. Kiếm cơm mà trời. Ủa chết đói hả? Phải kiếm cơm, về nhà em nấu cơm cho anh. Ủa bữa nay em sao vậy? Hả? Anh sao mới đúng á. Nếu như mà anh không làm chuyện mờ ám, anh cho em vô coi. Anh thỏa thuận với khách rồi, không có ai được vô hết, chỉ có anh với khách thôi. Không có ánh sáng, không có make up, không có gì hết, em hiểu không? Thì đó, có hai người mới có cái để coi đó. Bây giờ có mở cửa không? Mở không? Không á. Không mở đúng không? Không á. Đứng im. Chào cô, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Hân, là vợ của anh Huy. Tôi là một người phụ nữ thành đạt và rất lịch sự, cho nên tôi sẽ nói chuyện lịch sự với cô. Tôi không biết là hai người đang làm gì trong đây, nhưng tôi không thể chấp nhận được chồng của tôi ở cùng một người phụ nữ khác trong cái khách sạn này. Bởi vậy, tôi mời cô quay mặt lại, chúng ta cùng nói chuyện. Ủa là bà hả? Ừ. Ủa sao tự nhiên bà với chồng tôi đi vô khách sạn, hai người chụp hình rồi Thực ra chỉ là bán nuôi thôi chứ không phải là nuôi. Nhưng mà nếu mà thuê thợ chụp hình khác thì tôi hơi ngại. Với lại chồng bà cũng lấy giá rẻ hơn mà. Trời đó, bà diễn viên nổi tiếng mà bà lợi dụng bản thân vậy? Thì tiết kiệm được cái gì hay cái đó thôi. Nói đùa thôi, tại vì tôi đang cần một cái profile chụp cho spa. Đây, tất cả hình nè, coi đi. Không có gì giấu giếm hết đó. Rồi, cái chỗ người ta làm, đi vô phá với bằng được. Đó coi đi. Ghen hoài, quen luôn. Ghen hồi nào? Không ghen tới đây làm gì? Thì sẵn tiện đường ghé chơi thôi. Mệt quá. nhưng mà hồi nãy tại sao? Tại anh thôi mà khách không cho vô, đồ này kia thì em phải ghen chứ. Chụp cái này người ta ngại, em không nghe bạn em nói sao? Nhưng mà bạn bè có gì đâu mà ngại. Thì tự chồng bà nói chứ tôi đâu có nói đâu. Thì giờ bà cũng tới rồi mà. Thôi bây giờ hai người ở đây giải quyết chuyện riêng tư đi nha. Anh gửi rồi pha cho em nha. Bye okay. Bye, ở đây kiện tiếp đi nha. Hey. Nè thì... Ủa sao không ăn nữa đi. Mệt quá à. Thì ai mà biết đâu. Tại hồi nãy anh nói em hiểu lầm chứ bộ. Thì bây giờ không hiểu lầm nữa thì thôi xin lỗi. Mình đi về. Trời. Ủa cô bé hồi nãy đâu rồi? Trời cô bé hung dữ hồi nãy đâu rồi? Thì hồi nãy là con cọp. Bây giờ người ta thành con mèo giống như là chứ vợ. Cũng hên là anh không làm gì sai với em đó. Anh làm sai với em chắc không biết làm sao luôn à. Tại tao yêu tao mới ghen chứ bộ. Rồi giờ sao? Thì bây giờ đi về chứ làm sao? Về? Ừ. Em phòng này anh mướn cả ngày lận á. Làm gì hả? Thì anh nói là muốn cả ngày thì bỏ phí. Mà ở đây đi. Tại định nói này. Anh muốn cả ngày mà. Bạn em chưa có trả tiền, anh đang thiếu tiền trả tiền phòng á. Có gì cho anh mượn trả tiền phòng nha. Thôi, thôi. Trời ơi. Rồi, em cho theo dõi ha. Theo dõi bệnh nhân đi. Cảm ơn em. Dạ. Ủa chị? Cái chân chị bị sao mà băng bó vậy? Trời ơi thiệt luôn á, ngày nghỉ mà còn phải vô bệnh viện nè. Hồi sáng bị xe tông. Tụi mày họp trước đi, tao đoán nãy giờ không có chiếc xe nào hết trơn á. Ồ. Không có sao không? Làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi cô có sao không? Anh nhận ra anh yêu rau sạch hả? Anh tính sàm sỡ tôi hả? Tránh ra. Từ từ đứng lên được. Anh đứng đó đợi tôi trước. Anh mà chạy đi, tôi có hình anh rồi đó. Alo Minh Ngọc hả? Tụi bay họp trước tôi bị xe đụng. Quái quá quái. Đợi tao chút nha. Nè anh giờ anh tính sao tôi hả? Thôi để tôi gọi xe đưa cô đi bệnh viện. Nè anh nghĩ sao vậy? Anh có xe mà anh kêu xe khác, anh tính trốn tránh trách nhiệm hả? Tại bây giờ tôi phải đi đón khách, không đón khách chắc tôi bị đủ việc á. Mà cô tự đi khám đi, rồi hết bao nhiêu tiền á rồi báo tôi. Cái gì? Báo anh bằng cách nào? Đưa số điện thoại đây. Cái gì? Bây giờ là tôi bị xe đụng nè, cái tôi cho anh số điện thoại, cái anh cho số của tôi cho người khác, rồi cái bắt đầu nó quấy rối tôi rồi sao? Rồi bây giờ tôi kiếm anh bằng cách nào? Tôi tự gọi cho tôi hả? Chứ giờ cô muốn sao? Bây giờ anh đưa giấy tờ tùy thân của anh cho tôi ha. Rồi bây giờ tôi đi khám nhiêu tiền tôi sẽ báo lại cho anh. Lúc đó rồi anh á, gặp tôi, anh đền tiền cho tôi trả lại giấy tờ cho anh, ok? Thôi tôi báo công an à. Vậy chứng minh nhân dân. Vậy chứng minh thiệt không? Ừ. Ngoài hơi vàng chút. Nhưng mà là anh là được rồi. Cạc visit. Có cạc luôn. Rồi, hợp lý. Tự đi khám đi. Lúc nào khám xong á thì gọi cho tôi. Bao nhiêu tiền á tôi tính lại. Được chưa? Anh cũng đàng hoàng. Được rồi. Tôi giữ cái này của anh đó, anh nhớ quay lại lấy, không thôi là tôi gửi công an luôn đó. Được rồi. Ai? Anh đụng như thế tôi lạ lên á. Anh đi ra. Né ra. Lớn rồi tôi tự lập. Có sao không? Làm gì anh nhìn lum lum vậy? Chưa thấy ai bị xe đụng đi lặt lì lặt lội như tôi hả? Tôi đi nha. Mắc gì anh nhòm tôi hoài vậy? Chưa thấy gái đẹp bị xe đụng hả? Anh! Ê! Nhớ quay lại lấy giấy tờ đó! Chị phải cẩn thận chứ. Bệnh nhân nó đông lắm. Nếu chị có bề gì thì tụi em biết phải làm sao. Trời trời ơi! Nói cái gì mà nghe vui dữ vậy nè. Nói cái gì mà hên quá vậy. Thôi đừng nói vậy nha, tôi bị có một chút xíu không sao đâu. Nói gì vui vẻ hơn đi nha, đi làm việc đi nè nha, đi làm đi nha. Trời ơi con bé này thiệt. Ê không đóng cửa giùm tôi hả? Trời ơi phòng máy lạnh mà trời. Con bé thật là đau đế. Muốn có một ly cocktail hảo hạng, chúng ta phải có nguyên liệu thiệt ngon và tài năng pha chế tuyệt đỉnh. Hạnh phúc cũng vậy. Muốn có được hạnh phúc thì chúng ta phải tìm kiếm và giữ lấy nó. Nhưng có những thứ hạnh phúc tự tìm đến ta một cách bất ngờ, đến nỗi ta không nhận ra.